Lá xôm nhôm mà in áo chữ dây áo bưu lộc phụ sao mà chẳng nguyệt chi tao nỉ à cháu. Xin hãy đáp chỉ đồ đi in áo chữ dây áo mà bưu lộc này mới chuyện này vậy. Quan số u gạo thì em bị bỏ thải. Xem bên này miêu bài lá xôm nhôm mà in áo chữ dây áo bưu lộc mới suy. In áo chữ dây áo tơ sáng u nè zô nguyệt chi tông tông bia vào đấy. Đa cháu lá xôm nhôm mà xí để lát lâu lát xa xin hãy đáp chỉ đồ đi. Anh nông dân gì mà lâu nay mù phiền đi đâu ba? Anh nông dân cha về đấy số chân nó hoàn đại đấy. Đại mẹ đông nó rồi cháu đông số chân nó mù bên này mù. Chân nó tên này lâu mà người lên ngã đồng giả đấy. Anh ngã đồng chân nó sáu bốn ngày tuổi tôi mù bên này mù. Bên này nó chân nó cũng cha về. Bên này này lùi đi cha đó cũng cha về tha đấy. Tớ chưa mi đa số gì cả đâu. Anh nông dân gì bị lỗ phổ tuổi. Tôi rồi ăn xí xúm mấy số bì xì lì đấy cô. Bao năm lại ở đây lùi số mà đấy. Anh nông dân gì tôi nhà đấy lâu nỉ rồi. Cô lấy lô trên đó nè, cô mà đá mấy xin khai khai phía lô. À, thì đá anh dù là bác sản lấy mấy xin lô. À, hai mấy xin lưu bảo mùi rõ. Mùi tông nông bê kê lại vậy. Lá xung nhu mà, anh nông dù dìa mấy xin đẹp mì đá dù rì, em nhá chí xin nì bà lê. Xin ra đi lấy lãm mì đẹp, xin nông nè ra, bíu lô bê mê xô yên. Anh nông dù dìa bíu lô chá mê, mì đá dù rì, em nhá bia xì bà lê. Lâu chân nè, thằng hàng xin yên hù. Ồ, lý ngá thằng nào xô yên lâu nảy nè. Em nhá ý xô rồi mà lâu nảy hù. Mà tao không tông xô rồi mà lâu nảy hù. Đi đến này tôi lấy hù công gia dây xô ra mì gọi là xì mà bá cho nó bí ra là ai lâu bí này mà là. Cú lô lô dây ra tôi lý tông xô rồi tăng cái này rồi cho nó mà bí này đi ra vậy. Lá xung như này là hoa cảm hù gà rồi. Anh nông xô dìa bíu lô phô tuệ. Mùi chế tư xông đi à cao khăn đà rì. Mà xì vũ lô đi bí bí gô bíu bá lê. Cho nó khôn xô hù bá.